linh đênh trắng tay yêu em nhiều bao năm lại cười. Trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Và các bác đang nghe một cái bộ phối ghép của Shop Kiên Trung gồm một cặp loa Pioneer S701 và một con âm ly Pioneer A717. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Shop Kiên Trung có địa chỉ tại ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Và các bác nào đang xem kênh của Kiên Trung Audio mà chưa đăng ký kênh, các bác hãy nhấn nút đăng ký kênh và cho Kiên Trung một nút like để các video test và báo giá sản phẩm như thế này đến được với nhiều anh em chơi audio trên toàn quốc. Kiên Trung xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Trước mặt các bác là một cái bộ phối ghép mà Shop hôm nay muốn giới thiệu với các bác. Loa Pioneer S701 và một con âm ly Pioneer A717. Đây là một cái bộ combo của Pioneer, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Đầu tiên thì chúng ta nói về cặp loa Pioneer S701. Loa Pioneer S701 thì có đường kính cao là 68 cm, chiều rộng 38 và chiều sâu 32 cm. Cặp loa này nặng khoảng 70 kg, gồm một bát 32 cm, màng carbon gân vải, một con trung làm một con trung đom cũng màng carbon luôn 16 cm, và một con chép điện khoảng 10 cm. Cặp loa thì màng carbon gân vải. Cái gân vải của cái dòng Pioneer 701 này thì rất là mềm các bác nhá. Cặp này về rất là mềm luôn, các bác nhìn này, độ động loa cực kỳ tốt luôn. Các bác nhìn theo cái vết tay em chỉ này, cái gân lụa này rất là tốt luôn nhá. Các bác có thể chơi vài chục năm nữa không hề ấn gì luôn, mà nó rất mềm nhá. Đặc điểm của cái dòng gân vải của Pioneer thì rất là mềm mại luôn, gân lụa bằng carbon. Đấy, carbon graphite. Loa thì về trong tình trạng zin nguyên bản và đẹp xuất sắc luôn. Em quay chi tiết chiếc này, chiếc bên phải cho các bác trước. Góc cạnh rất là đẹp, màu xi gỗ đen các bác nhé. Vân gỗ nổi lên đây này, vân gỗ rất là đẹp luôn. Tăm gỗ còn nổi hết lên này, các bác nhìn thấy không? Loa thì có vế phải và vế trái, có một lỗ lỗ thông hơi ở phía sau. Công suất là 200W, trở kháng là 6 ohm, made in Japan.
có vế phải và vế trái. Chiếc này là chiếc chiếc trái, rất đẹp các bác nhá. Hậu loa rất là đẹp luôn, vuông thành sắc cạnh, không bể lở. Bác nhìn, các bác nhìn xem cực kỳ đẹp luôn. Cặp loa này thì căng lưới đầy đủ, tem mác các bác nhá, rất là đẹp. Căng lưới thì em sẽ chụp riêng để gửi cho các bác nếu các bác có nhu cầu về cái sản phẩm, tìm hiểu về sản phẩm này. Đây là chiếc chiếc bên phải cũng rất là đẹp. Tất cả các cái hệ gông kiềng của cặp loa này thì vẫn còn sáng quắc luôn các bác nhá. Các bác nhìn thấy cái độ sáng của nó chưa? Rất là đẹp luôn. Hai chiếc như một luôn. Bát 32cm, công suất là 200W một chiếc. À, chiếc này cũng vậy, rất là đẹp luôn. Cái hậu loa phẳng phẳng nét luôn. Hàng không lặng tốt các bác nhé. Đây, PNN 701 200W, trở kháng là 6 ohm. Với cặp loa này thì hiện tại thì shop em đang ghép với một con lâm ly Pioneer A717. Con này là công suất là 270W, đánh được hai cầu AB và A cộng B tách riêng từng cặp. Con này có hai nguồn riêng biệt các bác nhá, rất là to. Hàng bãi nguyên zin đẹp xuất sắc luôn. Con lâm ly 717 này thì shop em đang bán với giá con này là 5,8 triệu đồng các bác nhé. Còn có những con nguyên thùng shop thì nó sẽ đắt hơn. Bác nào có muốn một cái con lâm ly 717 này mà nguyên thùng shop thì shop em cũng có luôn. Giá nó đắt hơn khá nhiều. Trên đây là cái bộ phối ghép mà hôm nay mà shop Quân Trung muốn giới thiệu với các bác. Em xin báo giá luôn. Cặp Pioneer S701, bát 32 màng carbon chung 16, chép điện 10cm, trở kháng là 6 ohm, công suất là 200W, shop Kiên Trung đang bán với giá 10,5 triệu đồng. Con lâm ly Pioneer A717, shop Kiên Trung đang bán với giá là 5,8 triệu đồng. Giá trên thì không bao gồm phí vận chuyển. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì hãy đến trực tiếp cửa hàng em, shop em tại ngõ 562 Phú Thị Huê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Các bác nào ở xa thì inbox và kết bạn cho Kiên Trung theo số điện thoại đang chạy trên màn hình, và shop em sẽ gửi ảnh chi tiết cái sản phẩm này cho các bác tham khảo. Video của ngày hôm nay thì shop em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tưởng chừng là niềm thân ái rơi rớt lại hình bóng.